thì cũng có chị Mai mới có làm tàu heo quay các bạn, siêu ngon luôn. Cái kỳ quá à. Ký nữa ký. Không có của tay ký nữa chị. Hả? Xuống rồi đó. Có hỏng là 500 xuống rồi đó. Xuống thì tính xuống. Một ngày là mình quay tầm mấy cái đầu heo anh? Lên xuôi rồi. Tầm khoảng bao nhiêu cây? 80 cái gì vậy? À, dạ. Mình chuyển hướng các bạn, đứng cho bạn. Đây là đầu heo nó ra rồi các bạn. Đây gồm có má, rồi có lỗ tai. Cái gì vậy? Rất là đủ quá. Ôi, cái kìa đủ không có gì đâu. Đang là gì?
các bạn cái lử. Có giữa chưa? Cái đập điện bánh này bên kia có việc. Đập điện có. Bịch gì? Bịch bánh mì đây nè. Bịch bánh mì đựng dưới làm sao phải không? Ừ đây nè. Bên này là mũi heo nè các bạn à, còn bên này là lỗ tai, má heo với lỗ tai luôn nha các bạn. Còn cái đầu heo ra được 4 món nha. Mũi heo, má heo, lỗ tai heo và xương heo, xương đầu heo. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã